Xin chào các bạn. Xe máy nói riêng và các loại phương tiện sử dụng động cơ đốt trong nói chung thì tạo ra khí thải. Khi nhiên liệu là xăng hoặc dầu bị đốt cháy sẽ tạo ra sản phẩm là CO2 và nước. Trong khí thải còn có các chất khác gây ô nhiễm, độc hại với con người như CO, HC, NOx và bụi mịn. CO là carbon monoxide hình thành do phản ứng cháy của các phân tử dầu hay xăng khi bị thiếu oxy, từ đó mà sản phẩm tạo ra không phải là CO2 mà là CO. HC là các phân tử hydrocarbon nói chung của xăng, dầu cháy không hết, còn dư bị đẩy ra ngoài cùng với khí thải. NOx là các loại nitơ oxit hình thành từ việc nitơ phản ứng với oxy ở nhiệt độ rất cao của tia lửa điện buji hoặc nhiệt độ cháy của hòa khí. Bụi mịn hay còn gọi là bồ hóng là các phân tử hydrocarbon của xăng dầu cháy còn lại một phần. Những phần còn lại của các phân tử này liên kết với nhau tạo thành các cấu trúc nhẹ bay lơ lửng trong không khí. Động cơ xăng sinh ra ít bụi mịn hơn so với động cơ diesel. Nguyên nhân là các phân tử diesel dài hơn phân tử xăng, nên khi cháy chúng dễ bị trường hợp là cháy không hết. Theo thống kê thì trong những năm gần đây, riêng Sài Gòn thì lượng khí thải độc hại từ các phương tiện giao thông là HC và CO lên đến hàng trăm ngàn tấn mỗi năm. Trong đó có sự góp phần của xe máy là hơn 50%. Vậy trên xe máy đã có những giải pháp hay những trang bị nào để hạn chế khí thải độc hại? Sau đây mình xin liệt kê các cái giải pháp cho động cơ đốt trong nói chung và sẽ lưu ý những giải pháp nào đã được áp dụng trên xe máy. Thứ nhất là bộ xử lý khí thải AES. Bộ này được lắp đặt trên một số dòng xe máy chủ yếu sử dụng bình xăng con được sản xuất gần đây. AES hoạt động theo nguyên tắc đưa một lượng không khí tươi vào cổ bô để kết hợp với điều kiện nhiệt độ cao trung hòa bớt các phân tử khí độc có trong khí thải là CO và HC. Oxy có trong không khí được đưa vào sẽ phản ứng với CO cho ra CO2 và cũng đốt các phân tử HC để tạo ra CO2 và nước. Một vấn đề là khi xe đang chạy ga lớn, nếu ta giảm ga đột ngột, lúc này họng gió chính bị đóng mà sức rút của xi lanh lại đang mạnh nên xăng sẽ bị rút nhiều vào buồng đốt. Hòa khí lúc này bị dư xăng, thiếu không khí nên sẽ cháy không hết. Phần xăng dư bị đẩy ra cổ bô, gặp không khí của bộ IS cung cấp sẽ cháy mạnh, tạo áp suất cao, đẩy ra ống bô gây tiếng nổ lớn. Để tránh hiện tượng này, người ta bố trí van ngắt khí. Van này được điều khiển bởi áp suất âm của cổ hút đường nạp. Khi áp suất âm đủ mạnh như khi hạ ga đột ngột, màng cao su của van sẽ bị kéo ép bít đường khí đi vào cổ bô. Vậy là oxy không còn được cung cấp nên xăng dư không bị đốt, từ đó tránh tiếng nổ khó chịu sau bô. Bộ xử lý khí thải AES sẽ làm giảm lượng CO và HC ra môi trường. Nhưng nếu như vấn đề được giải quyết từ gốc thì sẽ tốt hơn. Có nghĩa là nếu tỷ lệ hòa khí được đưa đến lý tưởng thì xăng sẽ được đốt triệt để, từ đó mà lượng CO và HC sẽ giảm mạnh. Đây là lý do mà khi hệ thống phun xăng điện tử được sử dụng thì người ta không dùng bộ IS nữa. Vậy giải pháp thứ hai cũng là phổ biến nhất hiện nay, đó là sử dụng hệ thống phun xăng điện tử thay cho bộ chế hòa khí. Nhờ vào các cảm biến báo tín hiệu về mà ECU sẽ khiển kim phun, phun lượng xăng phù hợp để tỷ lệ hòa khí luôn là lý tưởng. Rõ ràng là xe sử dụng phun xăng thì ít gây ô nhiễm hơn xe sử dụng bộ chế hòa khí. Giải pháp thứ ba là sử dụng hệ thống tuần hoàn khí thải EGR. Khí thải sẽ được trích một phần để cung cấp ngược trở lại vào buồng đốt để được đốt cháy lần nữa. Từ đó giúp cho các chất như CO và HC hay bụi mịn sẽ được đốt tiếp và bị trung hòa. Giải pháp này được sử dụng chủ yếu trên các động cơ diesel, còn trên xe máy thì mình chưa thấy sử dụng. Giải pháp thứ tư là sử dụng bộ trung hòa khí thải. Bộ trung hòa khí thải được tạo hình dạng như tổ ong bên trong ống xả, sao cho khí thải đi qua sẽ tiếp xúc với các phần kim loại của nó nhiều nhất. Những kim loại này là các chất xúc tác để CO, HC và NOx sẽ phản ứng với oxy để cho ra CO2, H2, N2 không độc hại. Các lưới lọc cũng sẽ giữ lại bụi mịn có trong khí thải. Một đặc điểm là các chất xúc tác này chỉ có tác dụng ở nhiệt độ cao. Động cơ xăng thì nhiệt độ có thể lên đến 800 độ C. Còn động cơ dầu thì nhiệt độ chỉ khoảng 500 độ C. Chính vì vậy mà bộ trung hòa khí thải phù hợp hơn cho động cơ xăng.
Trên xe máy ở nước ta, theo mình tìm hiểu thì bộ trung hòa khí thải tới đây có thể nó sẽ là giải pháp nâng cao để giảm ô nhiễm khí thải xe máy. Vừa rồi là sơ lược về khí thải của xe máy và các giải pháp giảm thiểu khí thải độc hại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.